Các bạn đang đến với chương trình Lật lại kỳ án của luật pháp trị, nơi chúng tôi sẽ đi sâu vào những vụ án chấn động, những bí ẩn chưa có lời giải, những sự việc kinh hoàng được đưa ra ánh sáng và còn cả những âm mưu đang ẩn giấu chờ được chúng ta khám phá. Hãy dõi theo những diễn biến gay cấn của vụ án vào lúc 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Luyện đã khai, nhưng khai trong sự bình thản rừng rừng khiến bất kỳ ai cũng phải ớn lạnh. Họ không ngờ một thanh thiếu niên đang tuổi mới lớn lại có thể mang tâm hồn quỷ dữ, máu lạnh như vậy. Chân tướng của ác quỷ dần dần hiện ra. 2 tuần trước khi gây ra thảm sát, Luyện đã về quê trộm chiếc Dream của chú đi cầm cố lấy 5 triệu. Có tiền rủng rỉnh, Luyện bắt xe khách về Hà Nội. Dọc đường đi, hắn mua chiếc điện thoại có giá 1 triệu đồng. Ngày 11 tháng 8, Luyện về Hưng Yên. Đến nhà người từng làm thợ hồ với mình rủ đi gặp một thiếu nữ ở gần đây. Ngày hôm sau, tức là ngày 12 tháng 8, Luyện quay về Bắc Giang. Tiền trong túi vơi dần đi, trong khi đó xe máy của chú vẫn ở tiệm cầm đồ. Luyện nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng. Luyện không về nhà mà lại đi thuê phòng nghỉ để vạch ra kế hoạch gây án. Sau đó hắn đã nhờ bạn chở xuống chợ Trũ, cách nơi gây án vài chục km, mua con dao phớ. Hắn nói dối là mua về để phòng thân, nhỡ đâu ra đường có người bắt nạt. Tuy nhiên, do dao quá dài, không để vừa trong ba lô nên Luyện chỉ mua một chiếc đèn pin. Tối ngày 20 tháng 8, Luyện theo chân bạn đi đánh sóc đĩa. Ban đầu hắn không định tham gia, nhưng sau đó cũng nhập cuộc và bị thua sạch tiền. Lúc này Luyện càng quyết tâm thực hiện bằng được việc đi cướp. Ngày 21 tháng 8, Luyện mua được dao phớ vừa ý ở chợ Trũ và mua dao bấm của một người đi bán dạo với mức giá 45.000 đồng. Bán được chiếc điện thoại, hắn tiếp tục thuê nhà nghỉ. Sáng ngày 22 tháng 8, Luyện bắt xe khách từ phố Sàn ra thành phố Bắc Giang. Ngồi trên xe, thấy tiệm vàng Ngọc Bích khang trang, biển hiệu to đẹp, đông khách ra vào, hắn đã chấm nơi này. Tối ngày hôm đó, Luyện quanh quẩn ở nơi đây để quan sát sinh hoạt của gia chủ và địa hình xung quanh rồi ngủ quên tại khu chợ đối diện tiệm vàng. Khi tỉnh dậy, thấy hàng quán bán đồ ăn ban đêm và lò bánh mì ở gần tiệm vàng vẫn mở cửa phục vụ cho khách nên Luyện không dám ra tay. Hắn đi lang thang rồi thuê một phòng nghỉ gần đó ngủ vùi cho đến 5 giờ chiều ngày 23 tháng 8. Luyện trả phòng, tiếp tục đi rình tại tiệm vàng Ngọc Bích. Màn đêm buông xuống, sang đến ngày 24 tháng 8, lúc này khu phố Sàn đã vắng người qua lại. Luyện ngồi trong bóng đêm, mắt chăm chăm nhìn về phía ngôi nhà 3 tầng của chủ tiệm vàng Ngọc Bích. Chờ đến 2-3 giờ sáng, mắt đảo bốn phía không thấy ai. Nhanh như chớp, Luyện thoăn thoắt dùng dao cạy cửa, đột nhập vào tầng 3 ngôi nhà. Con dao phớ được y thủ sẵn ở thắt lưng. Sau khi dùng đèn pin rọi khắp tầng 3 nhưng không tìm thấy vật gì có giá trị, phán đoán rằng tài sản chắc chắn sẽ được cất giấu tại tầng 2 nên khoảng 30 phút sau, Luyện nhẹ nhàng men xuống tầng 2. Sau khi vào trong phòng khách, lục tung các ngăn kéo nhưng cũng không tìm được tài sản gì có giá trị, thì hắn bình thản trèo lên giường ở phòng khách nằm để suy tính các cách hành sự tiếp theo. Lúc này trên tầng 2, chị Chín hục hặc ho và tỉnh giấc. Sợ bị phát hiện, hắn nhanh chóng trèo lên tầng 3. Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng, thấy Ngọc bê chậu quần áo lên tầng 3 cho rằng mình đã bị lộ. Hắn cầm dao nhọn, đâm liên tiếp vào người anh Ngọc. Anh Ngọc bị thương nhưng vẫn cố gắng giằng lấy con dao nhọn từ tay Luyện và kêu cứu. Nghe tiếng cứu thất thanh của chồng, chị Chín chạy lên và kêu cướp, cướp con ơi! Hợp sức cùng chồng chống lại tên cướp, chị Chín cắn vào tay trái của Luyện. Trong lúc vật lộn, anh Ngọc đã đoạt được dao đâm lại Luyện. Nhưng vì sự yếu nên cú đâm chống trả vào đùi y không đủ làm tên sát thủ gục ngã. Trong cơn hoảng loạn, người phụ nữ vùng lên cứu chồng. Chị lao vào,
bóp cổ, cắn kẻ hung đồ. Sức lực của người phụ nữ lại không thắng được cơn hung bạo của tên sát nhân. Y đã đẩy chị ngã sóng xoài rồi vung dao đâm chém nhiều nhát hại chết người phụ nữ. Anh Ngọc bị thương nặng, lăn xuống cầu thang và nằm bất tỉnh ở giữa chiếu nghỉ ở tầng 2 và 3. Kẻ sát nhân đã tàn bạo xuống tay, chém người đàn ông đến chết. Chỉ khi anh nằm bất động, hắn mới dừng lại. Lúc này trong phòng ngủ, cháu Bích nghe thấy tiếng thét của bố mẹ đã trở dậy. Bích chạy lên tầng 2, đến chiếu nghỉ thì thấy bố nằm gục tại đó và có một con dao dài rơi từ tầng 3 xuống. Bích chạy vội vào phòng ngủ của gia đình, lấy ra điện thoại di động trên bàn để bấm gọi cảnh sát 113. Nhưng trong suy nghĩ của cháu, chỉ bấm con số 113, chứ không biết rằng gọi bằng điện thoại di động tại thời điểm đó phải bấm mã đầu của tỉnh Bắc Giang là 0240 rồi mới bấm số 113. Luyện chạy theo xuống tầng 2, thấy cháu Bích đang cầm điện thoại. Hắn lạnh lùng vung hung khí chém đứt lìa tay cháu Bích, rồi chém nhiều nhát vào người và mặt. Nghe thấy tiếng động của tên cướp và tiếng kêu của cháu Bích, cô con gái nhỏ là Trịnh Thu Thảo 18 tháng đang nằm ngủ trong giường, giật mình thức giấc, khóc toáng lên. Tiếng khóc của cháu bé khiến tên cướp giật mình. Hắn vội chạy ra, chui vào trong màn, phía giường gần cửa ra vào, dỗ Thảo rằng, ngủ đi cháu. Lợi dụng lúc đó cháu Bích đã chạy, chui vào trốn trong gầm bàn học cạnh phía giường, phía đối diện tên cướp và đẩy chiếc ghế che khuất. Tuy điện ở trong nhà đã bị cắt, nhưng trong phòng lúc này vẫn tối mờ mờ. Với cánh tay bị chặt đứt cùng những vết thương trên người hết sức đau đớn, cháu Bích lúc đó nhận thức được rất rõ sự nguy hiểm đang rình rập cùng với sự hiện hữu của tên cướp. Trong lúc ấy, bé Thảo sợ hãi im lặng một lúc rồi lại ré lên khóc bởi bé còn quá nhỏ, không ý thức được sự việc. Cháu không thấy bố mẹ đâu, lại chỉ gã người lạ đứng cạnh giường thì càng khóc to hơn. Sợ tiếng khóc của cháu làm kinh động người xung quanh, không ngần ngại, Luyện tiến đến dùng dao phớ cắt cổ cháu bé. Ngồi dưới gầm bàn, Bích đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tên cướp chém em Thảo. Bởi từ gầm bàn học, nơi cháu trốn đến chiếc giường mà em cháu nằm, cách chưa đầy 2 mét. Nhưng Bích không kêu, rên dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất. Lại là người tính không bằng trời tính. Cơ thể của cháu Bích có cơ chế máu đông đặc biệt, nên suốt gần 4 tiếng đồng hồ cho đến khi có người phát hiện. Chỉ có lấm tấm vài giọt máu, tuyệt nhiên không có nhiều máu đọng. Do đó cháu Bích có thể sống sót được. Cho đến khi Luyện nghĩ hai đứa trẻ đã chết, cầm dao bỏ ra khỏi phòng thì cháu Bích đã ngất đi. Sát hại xong cả gia đình, Luyện ra nhà vệ sinh để lấy ba lô, cất toàn bộ dao vào đó rồi đi xuống tầng 1. Trước khi cướp vàng, hắn vào bếp dùng cho điện thoại vừa đoạt được trên tay bé Bích, gọi cho anh họ Trương Thanh Hồng đến đón. Trong khi chờ Hồng, Luyện viết sạch số vàng ta bày trong tủ kính bán vàng ở tầng 1 cho vào ba lô. Hắn trèo qua khe sắt ở phía cửa sau tầng 1, tẩu thoát khỏi hiện trường. Lúc đó trời đã sáng, khu phố đã bắt đầu có nhiều người qua lại. Gặp Hồng ở trên đường, Luyện được Hồng trở về nhà. Túi vàng cướp được, hắn cất trong tủ ở tầng 2, chỉ mang theo người một ít nhẫn và dây chuyền. Hồng chở Luyện đến trạm y tế xã Thanh Lâm, khâu hai vết thương ở hai ngón tay, rồi đến một tiệm cầm đồ ở xã Vô Chanh chuộc lại chiếc xe máy cầm cố từ ngày 12 tháng 8. Nhưng đến nơi, Luyện không vào vì chưa bán được vàng. Hắn đưa hai sợi dây chuyền cho Hồng, bảo mang đi bán để chuộc xe dùm. Sau đó Hồng chở tên giết người đến thị trấn Vôi Lạng Giang, Bắc Giang đón xe khách đi Lạng Sơn. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, cũng vì hai sợi dây chuyền đó mà Trương Thanh Hồng xa lưới. Tòa tuyên án. Lịch sử tư pháp Việt Nam đã ghi nhận vụ án Lê Văn Luyện như một ví dụ kinh hoàng.
hoàng nhất của tội phạm vị thành niên. Ngày 10-11 tháng 1 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Luyện, thủ phạm gây ra vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích, thị trấn Sàn, tỉnh Bắc Giang. Bố đẻ cùng cô chú anh họ của Luyện cũng bị ra trước vành móng ngựa về các tội che giấu, không tố giác tội phạm. Suốt phiên tòa xét xử, Lê Văn Luyện luôn giữ thái độ bình thản đến lạnh lùng. Thậm chí hắn còn cười với cánh thông viên khi được đưa trở lại vành móng ngựa để nghe tuyên án. Không chút ăn năn hối hận, tên sát nhân dửng dưng bình thản đón nhận những bản án dành cho mình. Trước đó, trong quá trình tạm giam, ngoài những câu trả lời nhát một và dành chút ít sự tiếc thương cho cháu bé bị giết, Lê Văn Luyện hầu như không biểu lộ bất kỳ sự thương xót nào cho những mạng người còn lại và cả số phận đau thương của em bé còn sống sót. Ngay cả khi được hỏi có muốn xin lỗi hay nhắn nhủ điều gì với gia đình nạn nhân không, Luyện cũng chỉ im lặng một lát rồi lắc đầu. 4 tháng trong trại giam, người ta cũng chỉ thấy Luyện béo lên, trắng da, cao thêm, chứ không thấy hắn gầy guộc đi vì suy nghĩ, vì ăn năn. Hắn cũng thừa nhận, vào tù hắn ăn ngủ như lợn. Cáo trạng truy tố Lê Văn Luyện bao gồm 3 tội danh: 18 năm tù về tội giết người, 18 năm tù cho tội cướp tài sản, 9 tháng tù do lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do bị cáo khi gây án chưa đến tuổi vị thành niên, 17 tuổi, 10 tháng 6 ngày, còn thiếu 54 ngày nữa mới tròn 18, nên tổng hợp các hình phạt không quá 18 năm tù. Tòa cũng tuyên án các bị cáo Lê Văn Miên, cha đẻ, chịu 48 tháng tù do che giấu Lê Văn Luyện, Trương Thanh Hồng, anh họ và Lê Thị Định bị phạt lần lượt 30 tháng, 15 tháng do tổng phạm, Lê Thành Nhi bị phạt 15 tháng, Trương Văn Hợp, bố đẻ của Trương Thanh Hồng, 12 tháng và Dương Thị Lược, mẹ đẻ của Trương Thanh Hồng, 9 tháng vì không muốn phản bội tố giác Luyện. Mẹ đẻ của Luyện thì không bị khởi tố, sau ít ngày bị tạm giữ, được thả về nhà vì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội che giấu tội phạm. Trong quá trình xét xử, có nghi vấn đặt ra liệu rằng Lê Văn Luyện có đồng phạm hay không. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã quyết định rằng Lê Văn Luyện hành động một mình. Chiều ngày 30 tháng 3 năm 2012, hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên án sơ thẩm 18 năm tù đối với Lê Văn Luyện và kết luận không có dấu hiệu đồng phạm trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích. Vậy là cuối cùng, dù sao, Lê Văn Luyện và những kẻ tiếp tay cũng đã đền tội. Nhưng vụ án đến đây là đã khép lại. Diễn biến tâm lý của kẻ thù ác là gì? Những hệ lụy và ảnh hưởng từ vụ án Lê Văn Luyện ra sao? Quá trình thụ án như thế nào? Hãy cùng đón xem trong phần tiếp theo của chuyên mục Lật lại kỳ án của luật pháp trị vào mỗi 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần.